kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang dành thời gian theo dõi bản tin thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam. Bản tin sẽ gửi tới quý vị những nội dung đáng chú ý sau đây. Đồng yên Nhật xuống mức thấp kỷ lục trong 24 năm qua và những tác động tới người tiêu dùng cũng như các doanh nghiệp Việt Nam đang làm ăn với phía Nhật Bản. Việt Nam đã sẵn sàng cho quá trình chuyển đổi số nhanh chóng, góp phần phát triển bền vững nền kinh tế. Để tạo đột phá, phát triển kinh tế đêm thì không chỉ dựa vào du lịch quốc tế mà quan trọng là phải tạo được bản sắc địa phương riêng, hấp dẫn dân cư nội địa. Sau đây là nội dung chi tiết. Tỷ giá giữa đồng yên và đô la Mỹ đã xuống mức thấp kỷ lục trong 24 năm qua, giảm 16% so với hồi đầu năm nay, tương đương khoảng 138 yên một đô la. Đồng yên mất giá sẽ có lợi hay sẽ gây thua thiệt cho người tiêu dùng cũng như các doanh nghiệp Việt Nam đang làm ăn với phía Nhật Bản? Mời quý vị theo dõi phóng sự sau đây. Gia vị, thực phẩm, đồ gia dụng và nhiều sản phẩm khác của Nhật Bản được người Việt Nam tin dùng. Khi mà đồng yên mất giá, cũng là lúc mà nhiều mặt hàng tại các siêu thị Nhật Bản đã giảm giá bán từ 15 đến 20%. Doanh nghiệp này mua hơn 1.000 mã hàng trực tiếp tại Nhật, nên ngay khi tỷ giá giảm, giá hàng nhập đã giảm theo. Chúng tôi thường là ký những cái hợp đồng hàng năm với cả các cái đối tác nhà cung cấp tại Nhật, nhưng mà lấy hàng dần dần vào hàng tháng. Và đấy cũng là cái mà tạo cái sức cạnh tranh cho doanh nghiệp, cũng như chúng tôi sẽ đảm bảo cái nguồn cung về Việt Nam tăng trưởng từ 20 đến 30%. Không phải doanh nghiệp nào nhập hàng từ Nhật cũng được hưởng lợi ngay. Mỗi năm, mua thiết bị của Nhật trị giá khoảng 100 tỷ đồng. Nhưng doanh nghiệp này lại nhập gián tiếp qua các đối tác trung gian, nên chưa được hưởng lợi từ việc đồng yên giảm giá đến 16%. Giá nguyên liệu thì cũng không được giảm bao nhiêu cả, gần như là không có ảnh hưởng nhiều. Chúng tôi cũng có những cái phản hồi với lại đối tác, tại sao mà cái mặt hàng của các bạn không có những cái giá tốt hơn như chúng tôi. Ở chiều ngược lại, các doanh nghiệp Việt Nam xuất hàng sang Nhật Bản về mặt lý thuyết sẽ khó khăn hơn vì hàng hóa trở nên đắt đỏ hơn. Nhưng trên thực tế, nhiều doanh nghiệp lại thu về được nhiều tiền hơn do đã chọn thanh toán bằng đồng đô la Mỹ thay vì yên Nhật. Khoảng trên dưới 90% thanh toán xuất nhập khẩu Việt Nam là bằng đồng đô la. 6 tháng đầu năm nay thì ít nhiều ta vẫn còn thặng dư. Nó không phải cao có thể như những năm trước nhưng mà vẫn là có thặng dư. Cũng là xuất khẩu, nhưng xuất khẩu lao động sang Nhật Bản thì thiệt thòi thấy rõ. Đồng lương nhận được từ tiền yên nếu đổi sang đô la Mỹ hay tiền Việt Nam đồng để gửi về quê nhà thì đã mất tới 16% giá trị so với hồi đầu năm. Chỉ trông chờ vào cái nước sở tại, người ta nhìn nhận cái đồng tiền mất giá của ta như vậy và người ta bù đắp như thế nào cho người lao động để giữ chân người lao động, đấy mới là cái quan trọng. Người lao động Việt Nam sang làm việc tại Nhật lúc này sẽ thiệt thòi hơn trước. Nhưng nếu sang Nhật để du lịch thì chi phí sẽ rẻ hơn do đồng yên giảm giá. Tuy nhiên, do dịch Covid-19, hiện Nhật Bản vẫn chưa mở cửa để đón khách du lịch của Việt Nam. Không ít doanh nghiệp bất động sản đang ở giai đoạn khó khăn nhất trong nhiều thập kỷ qua vì khó tiếp cận vốn tín dụng. Kênh phát hành trái phiếu huy động thì bị chậm lại, vướng mắc về hành lang pháp lý khiến doanh nghiệp khó triển khai dự án mới. Vì thế, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc này đang là nhiệm vụ rất quan trọng. Khu đất tại huyện Thạch Thất, Hà Nội này đã từng là điểm mua bán nhộn nhịp cách đây hơn một năm. Nhưng nay, giao dịch gần như vắng vẻ. Các môi giới cho biết, từ tháng 4, rất ít người hỏi mua. Tình trạng tương tự cũng đã diễn ra ở nhiều khu vực khác. Lý do là vì ngân hàng hạn chế cho vay. Hạn chế cho vay, rồi thì ngày xưa cho vay 24 tháng, bây giờ cho vay 12 tháng đã có những tác động rất mạnh đến bất động sản. Một số ngân hàng đã hạn chế cho vay với bất động sản, trong khi, theo một thống kê, 70% người đi mua nhà đất cần tới tiền vay ngân hàng, dù là mua để ở hay đầu cơ. Khó tiếp cận được nguồn vốn ngân hàng được xem là nguyên nhân chính khiến cho thị trường bất động sản rơi vào trầm lắng, gây khó khăn cho cả người mua nhà đất lẫn các nhà đầu tư bất động sản. Ngân hàng người ta cũng khó có thể phân định được đâu là những người có nhu cầu mua thực sự và đâu là những người có đầu cơ. Điều chỉnh tín dụng nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cái việc huy động nguồn tài chính cho các cái chủ đầu tư, thì cũng tạo ra một cái tâm lý quan ngại cho chính các nhà đầu tư. Các chuyên gia cho rằng cần phải tháo gỡ điểm nghẽn về vốn cho thị trường bất động sản qua cả hai kênh, tín dụng lẫn trái phiếu, và không nên siết
thắt chặt vốn, trái phiếu hay tín dụng đối với những loại hình bất động sản hợp lý và nhu cầu thật. Bộ Xây dựng nên phân nhóm phân khúc thị trường bất động sản thành các phân khúc khác nhau trên cơ sở đặc điểm và mức độ rủi ro, để từ đó các chính sách của chúng ta bao gồm cả tài khoá và tiền tệ sẽ được ứng xử phù hợp. Và tôi thấy là các nước thì về cơ bản cũng quản lý theo cái hướng như vậy. Tín dụng cho bất động sản từ đầu năm tới nay đã tăng trên 12,3% so với mức tăng trưởng tín dụng chung của cả nền kinh tế là 9,33%. Mục tiêu kiểm soát lạm phát đang là một nhiệm vụ quan trọng được Ngân hàng Nhà nước đặt ra. Tuy nhiên, các chuyên gia cũng đề xuất, ngoài khơi thông nguồn vốn, tín dụng cho các dự án đáp ứng nhu cầu thật, các cơ quan quản lý cũng cần tháo gỡ các điểm nghẽn khác như minh bạch hóa chính sách, cơ chế nhằm tạo điều kiện để thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh và bền vững. Bất chấp tác động của đại dịch COVID-19, nền kinh tế Việt Nam có những tín hiệu phục hồi tích cực. Đặc biệt, Việt Nam cũng đã và đang đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số, góp phần phát triển bền vững nền kinh tế. Báo chí quốc tế đều ghi nhận những bước đi tích cực của Việt Nam trong quá trình này. Việt Nam là quốc gia an toàn nhất Đông Nam Á về tài chính trực tuyến. Nhận định của công ty bảo mật Kaspersky Lab của Nga đăng trên tờ Sputnik. Các thống kê cho thấy, tỷ lệ các vụ lừa đảo liên quan lĩnh vực ngân hàng, thanh toán trực tuyến tại Việt Nam thấp hơn so với các nước Đông Nam Á. Một chỉ dấu cho thấy Việt Nam đã sẵn sàng cho quá trình chuyển đổi số nhanh chóng. Tất cả các dữ liệu kỹ thuật số đều cần được bảo vệ ở mọi cấp độ để không ai có thể tiếp cận, sao chép, nhất là không để rơi vào tay kẻ xấu. Và Việt Nam đang làm rất tốt điều này. Chuyển đổi số tại Việt Nam đang diễn ra nhanh chóng. Một trong những điểm sáng của chuyển đổi số trong lĩnh vực tài chính của Việt Nam là việc áp dụng nộp thuế trực tuyến của ứng dụng điện thoại. 6 ngân hàng đầu tiên đã cung cấp tài khoản để người dùng thực hiện nộp thuế trực tuyến của ứng dụng eTax Mobile. Kết quả từ việc triển khai đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt vào năm 2021-2025 và chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025 tại Việt Nam. Đi cùng với đó là việc áp dụng hóa đơn điện tử đối với tất cả các doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân từ tháng này. Đây là bước đi quan trọng để tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, minh bạch, thuận lợi và là một phần không thể thiếu trong chiến lược quốc gia về số hóa của Việt Nam. Khi tôi nhìn toàn cảnh Việt Nam, có rất nhiều giải pháp mới và sáng tạo đang được triển khai với tốc độ nhanh hơn nhiều so với những gì chúng ta đã thấy trước đây, giúp các công ty quản lý tốt hơn vốn lưu động, thúc đẩy tăng trưởng. Ví dụ về hóa đơn điện tử mới ra mắt, tôi nghĩ sẽ tạo ra rất nhiều thuận tiện cho nhiều công ty, xuất hóa đơn nhanh hơn, an toàn hơn rất nhiều. Nó sẽ tạo ra sự minh bạch, giúp theo dõi các hóa đơn theo phương thức kỹ thuật số. Nó cũng loại bỏ việc xử lý hóa đơn giấy, góp phần kinh doanh theo hướng xanh hơn. Và do đó, tiềm năng to lớn của nó sẽ tiếp tục trong những năm tới, giúp thúc đẩy sự hợp tác, đồng thời đóng góp vào sự phát triển bền vững của nền kinh tế. Theo nhận định của tạp chí Boston, đại dịch COVID-19 đã đẩy nhanh chuyển đổi số tại Việt Nam. Cả nước hiện có hơn 64.000 công ty công nghệ số hoạt động. Nông nghiệp chuyển mạnh sang hướng thông minh, trong khi thương mại điện tử, ngân hàng số ghi nhận sự tăng trưởng mạnh. Tạp chí này dự báo vào năm 2025, doanh thu của thanh toán di động có khả năng tăng 300%, trong khi tổng doanh số bán hàng trên các nền tảng thương mại điện tử ước đạt 39 tỷ đô la Mỹ. Sự sẵn sàng của Việt Nam trong việc chuyển đổi số cũng được thể hiện trong dịch vụ công trực tuyến. Hiện nay, cá nhân ngồi tại nhà có thể đăng ký khai sinh, đăng ký kết hôn, đăng ký hộ chiếu online, thông báo lưu trú. Còn với doanh nghiệp thì có thể cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa, thay đổi chủ thể hợp đồng mua bán điện, tất cả chỉ bằng những cái click chuột trên máy tính. Cổng dịch vụ công trực tuyến đang thực sự tạo sự thuận lợi cho người dân trong việc thực hiện các thủ tục hành chính. Do giấy phép lái xe đã cũ, anh Vũ ở quận Lê Chân, Hải Phòng có nhu cầu đăng ký dịch vụ cấp đổi giấy phép lái xe qua mạng. Chỉ cần ngồi nhà, khai thông tin trên cổng dịch vụ công quốc gia, gửi giấy khám sức khỏe điện tử, sau khoảng 5 đến 7 ngày đã có thể nhận giấy phép lái xe mới ngay tại nhà. Thời gian trước ấy, để mà đổi được một cái bằng lái xe thì cần mất rất nhiều những cái thủ tục và cần phải đi đến nhiều nơi. Nhưng mà giờ đây thì mọi thứ nó đều rất là tiện lợi. Cổng dịch vụ công quốc gia hiện có hơn 3.000 dịch vụ công trực tuyến. Tuy nhiên, chính phủ đã quyết định trước mắt ưu tiên chọn 25 dịch vụ công trọng điểm thiết yếu để phổ biến rộng tới người dân. Tại Hà Giang, cơ sở dữ liệu của người dân trên địa bàn xã Cao Mã Pờ, huyện Quản Bạ hiện đã được công an xã thu thập, cập nhật trong hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Đi ra ngoài thì không cần phải cầm nhiều và các thẻ như thẻ bảo hiểm y tế
bảo hiểm xã hội, rất là tiện lợi. Không chỉ có người dân, doanh nghiệp cũng được hưởng nhiều tiện ích từ các dịch vụ công trực tuyến. Tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp. Ngoài ra thì tôi có thể lưu được các hồ sơ bằng file scan luôn. Như vậy thì đỡ phải mất thời gian về việc lưu trữ hồ sơ. Hàng triệu người dân trên cả nước đang hưởng những lợi ích từ dịch vụ công trực tuyến đem lại. Khẩn trương thực hiện giải ngân gói 6.600 tỷ đồng hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động. Đây là yêu cầu của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đối với Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Đến nay, mới có 70 tỷ đồng được giải ngân cho người lao động, tức là tỷ lệ chỉ đạt hơn 1% sau 3 tháng triển khai. Một trong số các nguyên nhân chính là nhiều doanh nghiệp sợ sai khi lập danh sách và nộp bảo hiểm xã hội còn chậm. Theo quyết định, người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp được hỗ trợ với mức 500.000 đồng một người một tháng và người lao động quay trở lại thị trường lao động là 1 triệu đồng một người một tháng. Nhiều diện tích lúa đồng bằng sông Cửu Long bị ngập sâu sau trận mưa dông 2 ngày đầu tuần. Hiện bà con đang khẩn trương bơm tắt nước để cứu lúa. Một vụ mùa khó khăn trước mắt khi hàng nghìn nông dân phải bỏ thêm chi phí bơm tắt nước trong lúc giá xăng, dầu vẫn đang ở mức tương đối cao. Hàng chục người dân được huy động để đắp bờ bao. Mưa lớn kéo dài kèm theo triều cường đã làm 60 hectare lúa ở xã Thuận Hưng, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang bị ngập từ 0,2 đến 0,6 mét. Nếu chậm trễ bơm tát, lúa lên mộng, thiệt hại sẽ nặng nề hơn. Không đắp là thua, tại vì nước đây máy lên cắt lại đùa, nhận lúa hết dân luôn, đâu cắt được. Thành ra phải bơm, phải đắp gì phải bơm cho bà con ta thu hoạch lúa. Đây bơm khoảng 3 ngày mới cút được. Vô hè thu thì chỉ có năm nay thôi, năm ngoái mọi năm thì không có. Thưa quý khán giả, những diện tích lúa này đã đến kỳ thu hoạch, nhưng hiện nay nước ngập rất là sâu và máy gặt đập liên hợp không thể xuống cánh đồng này để thu hoạch cho bà con. Việc giảm năng suất và chất lượng là điều khó tránh khỏi. Đợt mưa lớn kéo dài từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 7 đã khiến hàng ngàn hecta lúa ở đồng bằng sông Cửu Long bị ngập hoặc đổ ngã. Trong đó, Hậu Giang và Kiên Giang bị thiệt hại nặng nề nhất với khoảng 4.300 hecta lúa đang trong giai đoạn thu hoạch bị đổ ngã. Những ngày qua, máy bơm của các hợp tác xã nông nghiệp đã hoạt động hết công suất rút nước. Bởi ruộng ráo nước, máy cắt mới có thể thu hoạch. Chuẩn bị máy cắt sẵn rồi, có ghe lúa sẵn rồi đó là cắt tới đâu lấy lúa tới đó. Chứ khi mà thật sự cái sản lượng thì nó cũng giảm. Năng suất thì giảm cỡ từ khoảng 40% so với cơ hổm mấy ngày trước. Tại vì lúa nó ngập, rồi máy cắt thì nó ướt, nó ra lúa gom, rồi một số nó ngập dưới nước, lấy không được. Bên cạnh diện tích lúa đang thu hoạch, bà con nông dân cũng đang khẩn trương bơm tắt nước cho hàng chục ngàn hecta lúa thu đông vừa xuống giống. Cơ quan chuyên môn dự báo, từ đây đến cuối năm, Biển Đông sẽ đón khoảng 9 đến 11 cơn bão và áp thấp. Trong đó có 4 đến 6 trận ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền. Người dân đồng bằng sông Cửu Long cần chủ động kế hoạch bơm tắt hơn để giảm thấp nhất thiệt hại. Những nội dung đáng chú ý trong phần tiếp theo. Việt Nam đứng ở vị trí thứ 7 trong danh sách 10 nơi tốt nhất dành cho người nước ngoài đến làm việc và sinh sống. Lớp học xóa mù chữ giữa lòng thành phố Hồ Chí Minh mang cái chữ đến cho các em với hy vọng biết chữ để hiểu và làm người tử tế. Quý vị đang theo dõi bản tin thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam. Việt Nam đứng vị trí thứ 7 trong danh sách 10 nơi tốt nhất dành cho người nước ngoài đến làm việc và sinh sống. Nội dung báo cáo Expat Insider 2022 do tổ chức Internations công bố. Theo báo cáo này, trong top 10 điểm đến tốt nhất cho người nước ngoài sinh sống và làm việc có 6 địa điểm ở châu Á. Khảo sát có sự tham gia của gần 12.000 người đang sống và làm việc ở 181 quốc gia và vùng lãnh thổ. 5 tiêu chí được đưa ra để đánh giá gồm có chất lượng cuộc sống, khả năng hòa nhập, công việc, tài chính cá nhân và nhu cầu thiết yếu. Tại Việt Nam, có một số thành phố cũng được đánh giá là những điểm đến hàng đầu thế giới. Đó là Hội An đã lọt top 25 thành phố tốt nhất thế giới, Phú Quốc trong top 25 hòn đảo tốt nhất thế giới. Kết quả từ cuộc bình chọn World's Best Awards do tạp chí uy tín Travel Plus Leisure vừa công bố. Trong 25 thành phố tốt nhất thế giới, Hội An đứng thứ 20, Oaxaca của Mexico đứng đầu danh sách này. Ngoài ra, Hội An còn được xếp hạng thứ 10 trong top 15 thành phố tốt nhất châu Á. Ở hạng mục top 25 hòn đảo tốt nhất thế giới năm nay, Phú Quốc, đại diện duy nhất của Việt Nam, đứng ở vị trí thứ 14.
Cuộc bình chọn năm nay có hàng trăm nghìn người tham gia. Du lịch là ngành được Thành phố Hồ Chí Minh chú trọng phục hồi sau đại dịch, trong đó không thể không kể đến du lịch đêm, một tiềm năng lớn về kinh tế. Song việc phát triển tự phát, thiếu điểm nhấn đang khiến cho lĩnh vực này chưa đạt được thành công như kỳ vọng. Hàng ngày sau 17 giờ tại phố đi bộ Bùi Viện, phố đi bộ Nguyễn Huệ hay chợ đêm Bến Thành bắt đầu nhộn nhịp khách đến tham quan, mua sắm. Theo các tiểu thương, so với cuối năm ngoái, hiện lượng khách đã phục hồi rõ rệt. Người Việt đó thì chắc có thể là hồi phục được 60-70%, còn so với người nước ngoài thì hồi phục chỉ có 20-30% thôi. Nó là đông vào những cái khung giờ là bắt đầu sau 7 giờ rưỡi cho tới là 3 giờ sáng, 2 giờ sáng. Theo tính toán, nghiên cứu từ các đơn vị du lịch lữ hành thì hoạt động kinh tế về đêm có thể đem lại doanh thu gấp 2-3 lần so với ban ngày cho ngành du lịch cũng như cho các dịch vụ thương mại đi kèm. Thành phố Hồ Chí Minh xếp thứ 19 của châu Á và thứ 3 của Đông Nam Á và bậc nhất của Việt Nam về các hoạt động giải trí về đêm. Qua đó chúng ta có thể thấy được sự hấp dẫn của hoạt động kinh tế về đêm như thế nào. Trong chiến lược phát triển du lịch Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030, thì sản phẩm du lịch về đêm được xác định là nhóm gắn với tạo sự khác biệt cho thành phố. Dù có nhiều lợi thế, tiềm năng phát triển kinh tế rõ rệt cũng như được tạo những cơ chế chính sách thuận lợi, thế nhưng hiện tại kinh tế đêm ở Thành phố Hồ Chí Minh vẫn chưa có điểm nhấn nào đặc sắc. Chỉ là nhỏ lẻ và nó rời rạc, không có kết nối. Ví dụ chúng ta có trung tâm mua sắm Takashimaya và Vicom, nhưng mà những cái trung tâm mua sắm này cũng đóng cửa sớm. Rồi ẩm thực thì cũng chỉ là những hàng quán nhỏ, chứ chưa có thành thành một cái khu phố ẩm thực. Chúng ta chưa có một cái khu mua sắm và cái, những cái hàng đồ hiệu, những cái gì đáp ứng với du khách, mà chỉ là những cái hàng lưu niệm nhỏ và chất lượng kém, giá cả thì cũng khó khăn cho du khách khi chọn lựa. Có một cái điểm yếu trong tất cả hoạt động của mình khi mà đưa ra ấy, là cái chưa ra là cái sự tích hợp giữa các ban ngành không có. Ví dụ như câu chuyện về kinh tế chợ đêm không thể nào chỉ là sở du lịch và thành phố đưa ra các tuyến phố làm để đưa ra các cái tour du lịch để thu hút lên, không thể. Cũng không thể chỉ là sở quy hoạch kiến trúc đưa ra các cái khu nào nên phát triển, mà chúng ta nên có một cái nơi mà chúng ta có thể tích hợp, chúng ta làm với nhau. Và cái quan trọng nhất để chúng ta xác định ra cái đặc trưng và từ đó các cái đơn vị sẽ cùng nhau hỗ trợ để làm câu chuyện đó. Theo các chuyên gia, thành phố cần sớm có định hướng chung để định hình phát triển toàn bộ hoạt động của nền kinh tế đêm như các dịch vụ mua sắm, văn hóa, vui chơi giải trí. Đặc biệt, muốn phát triển kinh tế đêm Thành phố Hồ Chí Minh bền vững thì không chỉ dựa vào du lịch quốc tế, mà quan trọng là phải tạo được bản sắc địa phương riêng, hấp dẫn dân cư nội địa đến khám phá, vui chơi. Từ cư dân địa phương mới dần lan tỏa và tạo nên tiếng vang trong cộng đồng quốc tế. Giữa lòng đô thị Thành phố Hồ Chí Minh có một lớp học tình thương hơn 12 năm nay bền bỉ dạy chữ cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Người dạy không phải là giáo viên chuyên nghiệp, họ là anh dân phòng, là sinh viên, người mới ra trường. Bằng tấm lòng thiện nguyện, đều đặn 2 tiếng mỗi tối mang cái chữ đến cho các em với hy vọng biết chữ để hiểu và làm người tử tế. À, đến sớm xếp hàng trước. Người đến muộn đứng phía sau. Đúng 6 giờ tối các em tự động vào lớp. Trong lúc chờ thầy cô thì tranh thủ ôn bài luyện viết. Hôm nay trời Thành phố Hồ Chí Minh có mưa, vậy mà lớp học 70 em chẳng vắng bạn nào. Học sinh của lớp học này là con em của gia đình nhập cư gặp khó khăn, không có khả năng đến trường. Trẻ mưa cũng phải đi học vì thiếu bài, vô bài gì trễ. Anh Thắng là một trong những giáo viên ở đây, hay nói đúng hơn là cha đẻ của lớp học tình thương này. Ngày thì làm dân phòng, đêm về dạy học. Cứ thế đều đặn, lớp học ra đời 12 năm là từng ấy năm anh gắn bó. Muốn nhà ta không có gây gỗ thì phải cho ta hiểu pháp luật là gì. Pháp luật là gì? Phải biết học, biết chữ. Thành lập lớp học để dạy, trước mắt là chỉ mình cứ nghĩ trong đầu là dạy cho mấy em biết chữ thôi. Chứ không có nghĩ là mình phải duy trì tới giờ này đâu. Ở lớp học tình thương này, học sinh đi học không cần phải mang bất cứ thứ gì. Tất cả đều có ở lớp và được dùng miễn phí. Cứ một lớp 3 bạn sinh viên hỗ trợ dạy học. Một người đứng lớp, những người còn lại đến tận bàn kèm từng nét chữ phép tính. So với học sinh khác, những học sinh ở đây cần nhiều thời gian hơn để hiểu bài. Có bạn thì hiểu nhanh, có bạn thì chậm. Nói chung là mình cũng phải kèm từ từ hết. Tấm bảng này chỉ vừa mới xuất hiện, ngay khi các em biết viết những nét chữ đầu tiên.
Trên mỗi tờ giấy là ước mơ của hơn 70 em nhỏ ở đây. Những ước mơ đang được nâng đỡ bởi những người thầy, người cô không chuyên. Điều mà bản thân các em lẫn gia đình chưa bao giờ nghĩ tới. Làm những món đồ chơi tái chế từ gỗ vụn để an toàn cho trẻ nhỏ và thân thiện với môi trường là ý tưởng của một nữ kiến trúc sư trẻ tại Hà Nội, bạn Nguyễn Thị Hảo. Dù thu nhập cao, Hảo vẫn quyết định bỏ nghề để theo đuổi giấc mơ làm đồ chơi gỗ tái chế an toàn cho trẻ nhỏ. Trò chơi tạo hình thời trang chỉ với một con búp bê từ gỗ vụn và một số loại hoa lá trong vườn. Chuỗi hạt gỗ bảng chữ cái và số, hay khu rừng vui vẻ. Đây là những sản phẩm đồ chơi tái chế từ gỗ vụn, thiết kế riêng của Nguyễn Thị Hảo, một nữ kiến trúc sư trẻ, bỏ sang ngang làm nghề mộc. Gỗ tái chế thì nó có các cái hình thù khác nhau và đặc tính của mỗi loại gỗ mình xin được đó là khác nhau. Thành ra là phải dựa vào cái gỗ đấy để lên ý tưởng cho nó. Viên gỗ này là từ cái cành cây nhãn. Sau khi họ cắt tỉa cành đi thì người ta bỏ những cái cành cây còn rất là tốt ấy. Mình thấy rất là lãng phí, đã nghĩ ra là cắt thành từng khoanh. Thì một là có thể cho các bạn nhỏ có thể viết chữ, viết số lên trên để học này. Hoặc là có thể trang trí lên những cái miếng gỗ này để làm cái vật decor trang trí cũng khá là đẹp. Cành nhãn, cành ổi, tất cả gỗ vụn để chế tác đồ chơi đều do gia đình giúp đỡ Hảo thu gom. Bố của Hảo với kinh nghiệm làm nghề mộc gần 20 năm, phụ trách phần sơ chế gỗ vụn cho con gái. Ngoài cho nó đỡ bẩn, vì gỗ tự nhiên là nó ở dưới đồng đất mà. Người ta ngả ra, người ta vứt xuống đất thì nó có bẩn thì mình phải làm cho nó sạch sẽ để các cháu nó chơi cho nó được an toàn. Lúc đầu là tôi không ủng hộ nó làm cái này, tại vì là nó nhỏ bé, nó yếu mà nó đang ngồi làm công sở mát mẻ. Nhưng mà nó cứ thích đam mê cái nghề của bố, thành ra là tôi phải nghe nó đấy. Xuất phát từ tình yêu môi trường và mong muốn làm đồ chơi gỗ an toàn cho trẻ nhỏ, Hảo đã bỏ nghề kiến trúc sư, lương tháng cả $1,000 để mở xưởng mộc này cách đây 2 năm. Xưởng mộc của Hảo giờ đã là một trong những nơi tiên phong trong việc sản xuất đồ chơi gỗ tái chế an toàn cho trẻ nhỏ tại Hà Nội. Mỗi tháng sản xuất ra khoảng hàng chục ngàn sản phẩm như thế này. Đồ chơi tái chế từ gỗ vụn không có cái nào giống hệt cái nào. Mỗi một mảnh gỗ như thế này đều mang thông điệp bảo vệ môi trường, an toàn và kích thích sự sáng tạo. Phần cuối của bản tin như thường lệ là những thông tin dự báo thời tiết trong nước và quốc tế. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời sự của chúng tôi ngày hôm nay. Để xem trực tuyến các chương trình của VTV4, quý vị và các bạn có thể truy cập vào địa chỉ website đang hiển thị trên màn hình hoặc tải ứng dụng VTV Go trên App Store và Google Play. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin tiếp theo.